bỏ chiếc xe của đi sao mà năm 25 năm một vô rồi đó, nó không mạnh được, nó dài một thời gian rồi cái mặt đá nó ổn định rồi đó. Nếu mà lên các cái đó
Hả?
gì cơ? À, có gửi không? Gửi cho. Gửi ô tô đi chứ ai lên đấy. À, quên. Nó ở trong bộ đốp mà. Bộ gửi trong hộp đi, hộp ấy, hộp nó trong đấy. Hộp cái. Hộp nó hay về mà. Đi xe ô tô mà. Nói ô tô ơi. Ô tô. Ê. Chắc phải ra ấy. Ê, nó mới học ô tô. Hợp ấy mà hợp em điên này. Ừ, là trước gửi hợp á, gửi trước nó gửi cho hợp mà. Yeah.